Thanh Rock xin được mến chào tất cả quý vị khán giả. Rất vui khi ngày hôm nay lại gặp tất cả quý vị trong chương trình trò chuyện cùng chuyên gia. Chương trình do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ phối hợp cùng với Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và thưa quý vị, trong số phát sóng ngày hôm nay, chúng tôi thực hiện chủ đề với tên gọi là những xét nghiệm nào giúp phát hiện sớm căn bệnh tiểu đường. Và để trả lời câu hỏi này, ngay bây giờ mời quý vị lắng nghe phần tư vấn của tiến sĩ bác sĩ Trần Minh Triết, phó trưởng khoa khám bệnh của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, Thanh Ráp xin được kính chào bác sĩ Triết ạ. Xin trân trọng kính chào Thanh Ráp và quý vị khán giả. Để mở đầu chương trình ngày hôm nay, xin hỏi bác sĩ Triết đó chính là ai thì có nguy cơ mắc căn bệnh đái tháo đường và đâu là những cái bệnh lý song hành thúc đẩy làm tăng nguy cơ mắc căn bệnh đái tháo đường thưa bác sĩ? Thì chúng ta nói các yếu tố nguy cơ của đái tháo đường, đâu là những cái đối tượng nguy cơ mà có thể mắc đái tháo đường. Thì nhắc lại, người ta nói cái yếu tố nguy cơ tức là người ta nói tới đái tháo đường tiếp 2. Thì những yếu tố nguy cơ của đái tháo đường tiếp 2 bao gồm, thứ nhất đó là BMI, hay người ta còn gọi là chỉ số khối cơ thể trên 23 đối với người châu Á hay người Việt Nam của mình. Khi chúng ta có cái chỉ số BMI trên 23 và kèm thêm một trong những cái yếu tố sau đây, thứ nhất là chúng ta ít vận động. Thứ hai là trong nhà mình có người thân trực hệ, người ta gọi người thân trực hệ có nghĩa là gì? Là bố, mẹ hoặc là anh chị em ruột là bị đái tháo đường, thì đó là một trong những cái yếu tố nguy cơ. Thứ ba nữa là gì? Chúng ta có cái vòng eo. Vòng eo đối với nam là trên 90cm hoặc là đối với nữ là trên 80cm thì được xem như đó là cái yếu tố nguy cơ. Những cái bệnh lý kèm theo, ví dụ như là chúng ta có tăng huyết áp, chúng ta bị rối loạn lipid máu, chúng ta bị xơ vữa động mạch, hoặc là đối với phụ nữ là có cái tình trạng là hội chứng buồng trứng đa nang, hoặc là có cái tiền sử là đái tháo đường thai kỳ trước đó, thì đó là những cái yếu tố nguy cơ làm gia tăng cái nguy cơ đái tháo đường tiếp 2. Ngoài ra, người ta thấy là chỉ cần trên 45 tuổi là các bác sĩ cũng khuyên mình nên tầm soát đái tháo đường, bởi vì ở cái độ tuổi trên 45 cũng là một trong những cái yếu tố nguy cơ của đái tháo đường. Và mọi người cũng hỏi rằng liệu rằng đối với căn bệnh đái tháo đường này nó có cái yếu tố di truyền ở trong đó hay không thưa bác sĩ? Thì chúng ta nhìn thấy là một trong những cái yếu tố nguy cơ của đái tháo đường đó là trong gia đình mình có người trực hệ, có người thân bị đái tháo đường, chứng tỏ là về khía cạnh di truyền nó có bị ảnh hưởng. Đái tháo đường tiếp 2 là một bệnh lý người ta nói là có ảnh hưởng bởi cái yếu tố di truyền. Tuy nhiên không phải là cứ ai ở nhà có ba mẹ bị đái tháo đường là tôi đều bị đái tháo đường. Như vậy là nếu mà mình thấy là mình có một trong những cái yếu tố nguy cơ đó, nhưng tôi phòng ngừa được, tôi có một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập luyện hợp lý, tôi vẫn có thể phòng ngừa được đái tháo đường tiếp 2. Vậy yếu tố di truyền nó chỉ là một phần trong cái nguy cơ của đái tháo đường tiếp 2. Khi mà bệnh nhân chúng ta xuất hiện các biểu hiện mà nghi ngờ đái tháo đường như là khô miệng, rồi đi tiểu thường xuyên, liên tục, khát nước, mệt mỏi hay đói, thì ngay tại nhà bệnh nhân có thể làm những cái xét nghiệm, cái test nào hay không thưa bác sĩ? Thật ra để mà chẩn đoán đái tháo đường nói chung thì người ta phải làm cái xét nghiệm máu tĩnh mạch. Lần đầu tiên khi mà chúng ta kiểm tra xem là chúng ta có bị đái tháo đường hay không thì chúng ta nên đến bệnh viện để chúng ta thực hiện cái xét nghiệm là đường huyết tĩnh mạch. Tuy nhiên thì một số trường hợp tôi thấy là ở nhà khi mà xuất hiện cái triệu chứng thì có người thân bị đái tháo đường cũng có thể lấy cái máy mà đo đường mao mạch ra đo và phát hiện được đường huyết mà tăng rất là cao. Thì những trường hợp đó cũng giúp cho mình phát hiện đái tháo đường. Tuy nhiên khi mà chúng ta phát hiện xong, chúng ta đến bệnh viện thì bác sĩ sẽ thực hiện các xét nghiệm để chẩn đoán, khẳng định xem mình có bị đái tháo đường hay không. Và tôi nhắc lại là để chẩn đoán đái tháo đường thì người ta sẽ sử dụng cái xét nghiệm ở máu tĩnh mạch. Bởi vì sao? Đây là một cái căn bệnh nó có thể đeo đuổi với mình suốt đời. Do đó cái vấn đề mà chẩn đoán là cực kỳ quan trọng. Chúng ta nên làm thật kỹ ở cái lần đầu tiên để sau này chúng ta có một cái kế hoạch sống chung với bệnh lâu dài. Tránh trường hợp hôm nay chúng ta làm xét nghiệm bằng những cái người ta không có khuyến cáo, rồi sau đó nó không chính xác, rồi chúng ta đâm ra cái chúng ta phát sinh cái tâm lý là lo lắng. Do đó khi mà có những cái triệu chứng đó thì chúng ta nên đến bệnh viện ở lần đầu tiên để bác sĩ làm những cái xét nghiệm chẩn đoán cho mình.
Và khi mà bệnh nhân của chúng ta có những cái dấu hiệu mà như bác sĩ Triết vừa đề cập là lần đầu tiên tốt nhất là chúng ta nên đến bệnh viện để mà các bác sĩ có thể chẩn đoán đúng một cách chính xác, thì khi mà bệnh nhân của mình đến bệnh viện rồi thì sẽ được các bác sĩ cho làm cái xét nghiệm nào để mà chẩn đoán đúng cái tình trạng thưa bác sĩ? Thì hiện tại để mà chẩn đoán đái tháo đường, chúng ta có 4 cái tiêu chuẩn. Thứ nhất là xét nghiệm đường huyết trong tĩnh mạch, chứ không phải đầu ngón tay nha. Quý khán giả lưu ý, xét nghiệm đường huyết tĩnh mạch khi đói, nếu mà chúng ta thấy chỉ số nó lớn hơn hoặc bằng 126 mg/100 hay là mg trên decilit đó, một số nơi thì dùng đơn vị millimol trên lít thì nó là 7.0 mmol trên lít, thì được xem như là chúng ta có đái tháo đường. Hoặc là nó có một cái xét nghiệm thứ hai, người ta gọi là xét nghiệm HbA1c, nếu mà lớn hơn hoặc bằng 6.5% thì các bác sĩ cũng sẽ chẩn đoán mình bị đái tháo đường. Hoặc là bác sĩ có thể cho chúng ta thực hiện cái nghiệm pháp dung nạp glucose. Nghiệm pháp dung nạp glucose là gì? Là chúng ta đến bệnh viện, chúng ta nhịn đói, mình sẽ rút máu, và khi mà chúng ta nhịn đói, sau đó chúng ta sẽ uống 75g glucose, và 2 tiếng sau chúng ta rút máu lần thứ hai để chúng ta xét nghiệm. Và sau khi uống 75g glucose đó, nếu mà đường huyết lớn hoặc bằng 200 mg/100 200 mg trên decilit thì xem như là chúng ta bị đái tháo đường. Và một cái tình huống thứ tư là chúng ta có triệu chứng rất là nhiều, ví dụ như là các bạn đề cập đó, thấy là có khát nước, sụt cân, uống nước nhiều, đi tiểu nhiều vân vân, và đường huyết bất kỳ mà tôi đo, không cần nhịn đói, chỉ cần đường huyết bất kỳ mà tôi đo trên 200 mg trên decilit thì xem như là chúng ta cũng bị đái tháo đường. Như vậy chúng ta có 4 cái tiêu chuẩn. Một số trường hợp mà mình không có triệu chứng rõ ràng thì các bác sĩ có thể chọn lặp lại cái xét nghiệm một lần nữa để chẩn đoán cho mình. Một số trường hợp là người ta phối hợp hai cái xét nghiệm để người ta kết luận cho mình xem có bị đái tháo đường hay không. Như vậy sẽ tùy cái tình huống cụ thể mà bác sĩ sẽ lựa chọn là chúng ta xét nghiệm nào và dựa trên tiêu chí nào để chẩn đoán đái tháo đường cho mình. Về cái vấn đề xét nghiệm thì em cũng xin hỏi kỹ hơn là những cái yếu tố nào có thể gây ảnh hưởng đến cái kết quả xét nghiệm mà chúng ta cần phải tránh, cũng như là trước, trong và trong cái quá trình xét nghiệm như vậy thì chúng ta cần phải chuẩn bị, cần phải lưu ý những cái vấn đề gì mà để đảm bảo kết quả tốt nhất thưa bác sĩ? Thì chúng ta thấy là mình xét nghiệm để chẩn đoán đái tháo đường, người ta nói là xét nghiệm đường huyết tương tĩnh mạch khi đói, cái chữ đó rất là quan trọng. Như vậy là trước khi mà chúng ta đi xét nghiệm bắt buộc chúng ta phải nhịn đói, và người ta nói là mình phải nhịn đói ít nhất là từ 8 cho tới 12 tiếng trước khi mà chúng ta đến xét nghiệm, mà chúng ta sẽ không ăn gì hết, chúng ta cũng không uống những cái nước mà có đường, hoặc là chúng ta uống sữa vân vân, để mà cái xét nghiệm máu chúng ta có thể chính xác nhất. Như vậy là khi mà tôi đến bệnh viện để tôi kiểm tra đường huyết, tôi kiểm tra đái tháo đường, thì cái yếu tố đầu tiên là tôi nên nhịn đói. Chỉ trừ những cái trường hợp bất đắc dĩ là tôi bị triệu chứng quá nhiều, tôi đến bệnh viện trong cái tình trạng là khẩn cấp, thì người ta có thể sử dụng cái chỉ số đường huyết ở tại thời điểm đó cộng với những cái yếu tố khác để người ta đánh giá xem mình có bị đái tháo đường hay không. Còn trong cái trường hợp bình thường thì theo bác sĩ khuyên thì chúng ta nên nhịn đói và chúng ta đến bệnh viện để xét nghiệm máu. Khi mà xét nghiệm rồi, có kết quả rồi thì các bạn đọc cũng đặt câu hỏi về là không có biết đọc cái kết quả xét nghiệm như thế nào là đúng, thì nhân chương trình ngày hôm nay xin phép nhờ bác sĩ Trí có thể chia sẻ cái cách đọc kết quả xét nghiệm như thế nào, chỉ số bao nhiêu là bình thường, bao nhiêu là tiền đái tháo đường và bao nhiêu là đái tháo đường thưa bác sĩ? Thì trong cái câu hỏi trước thì bác sĩ cũng có lướt nhanh qua cái chỉ số, thì ở cái câu hỏi này thì mình sẽ nói kỹ hơn một chút. Thì đối với lại cái chỉ số đường huyết hiện tại, chúng ta có hai cái đơn vị đo, đó là miligam trên decilit và cái đơn vị thứ hai là millimol trên lít. Và quý khán giả sẽ thấy dân gian người ta hay dùng cái chữ là chấm. Chấm tức là millimol trên lít đó. Thì hai cái chỉ số đó chúng ta đổi qua đổi lại như thế nào? Từ millimol trên lít mà chúng ta đổi sang miligam trên decilit là chúng ta nhân 18. Ví dụ như nếu chúng ta đo mà dân gian đo là 6 chấm thì chúng ta hiểu đó là 6.0 mmol trên lít mà mình nhân lên 18, nó là 108 mg trên decilit. Đầu tiên là chúng ta hiểu đơn vị trước, để mà các bác sĩ chúng ta có làm xét nghiệm nào, người ta sử ở cái cơ sở nào, người ta sử dụng cái đơn vị nào chúng ta cũng biết. Xong cái đó thì chúng ta sẽ trở lại, như vậy là khi nào gọi là đái tháo đường. Với cái xét nghiệm đầu tiên, đó là xét nghiệm đường huyết tĩnh mạch khi đói,
Nếu mà lớn hơn hoặc bằng 126mg trên decilit thì xem như là chúng ta bị đái tháo đường. Như vậy, ở cái ngưỡng mà từ 100 cho tới 125, tức là chưa tới 126, thì cái giai đoạn đó người ta gọi đó là tiền đái tháo đường. Như vậy cái người bình thường là phải dưới 100. Nếu chúng ta đi thử đường huyết tĩnh mạch khi đó chúng ta thấy 90, 95, 98 là chúng ta hiểu đó là bình thường. Từ 100 đến 125 người ta gọi đó là tiền đái tháo đường. Từ lớn hơn bằng 126 thì được xem như là bị đái tháo đường. Đối với cái xét nghiệm thứ hai, đó là xét nghiệm HbA1c. Đây là cái xét nghiệm người ta đo cái đường huyết trung bình trong suốt 3 tháng của mình. Nếu mà nó lớn hơn hoặc bằng 6,5% thì được xem như là chúng ta bị đái tháo đường. Trong trường hợp mà nó chưa tới 6,5, nó ở trong khoảng từ 5,7 cho đến 6,4 thì người ta gọi mình bị tiền đái tháo đường. Tiền đái tháo đường đó là sắp bị đái tháo đường đó. Là mình phải phòng ngừa từ cái giai đoạn đó hoặc là sớm hơn nữa. Và nó chỉ bình thường khi chúng ta xét nghiệm ra HbA1c dưới 5,7%. Đối với cái tiêu chí thứ ba, tức là chúng ta làm cái xét nghiệm, cái loại xét nghiệm thứ ba đó là nghiệm pháp dung nạp glucose. Tức là mình uống 75g đường đó, sau 2 tiếng người ta đo lại, nếu mà trên 200mg trên decilit thì người ta xem là bị đái tháo đường. Trong trường hợp mình uống 75g đường mà mình đo trong khoảng từ 140 cho đến 199 thì cái đó người ta gọi nó là tiền đái tháo đường. Và nếu uống nước đường xong 2 tiếng mà mình đo dưới 140 thì cái đó mới là bình thường. Đó là cái tiêu chí thứ ba. Và cái thứ tư, khi tôi nói nếu mà chúng ta có cái triệu chứng rất là nhiều rồi, mình đến mình không có nhịn đói luôn, mình đã lỡ ăn rồi mà mình bị sụt cân nhiều, mình bị khát nước nhiều, mình phải uống nước rất nhiều, thì nếu mà chúng ta đo cái glucose bất kỳ mà trên 200mg trên decilit thì được xem như là mình bị đái tháo đường. Như vậy là trong 4 cái tiêu chí đó, chúng ta có bác sĩ có thể lựa chọn một trong 4 cái để làm cho mình. Hoặc đôi khi một số trường hợp là chúng ta, các bác sĩ sẽ sử dụng 2 trong 4 tiêu chí đó để đánh giá cho mình. Hoặc là nếu mà chúng ta chỉ làm được một loại xét nghiệm thì người ta lặp lại một ngày hôm sau nữa, một lần khác nữa, để cho chắc chắn trong cái việc chẩn đoán đái tháo đường cho mình. Dạ, thầy đốc xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Triết đã hướng dẫn cho tất cả mọi người cách đọc những cái chỉ số, những cái kết quả của cái xét nghiệm như thế nào. Và thưa bác sĩ, đối với chúng ta quay trở lại phần đầu là bác sĩ có đề cập đối với những người mà có cái yếu tố nguy cơ mắc phải căn bệnh đái tháo đường này, thì đối với họ thì khi nào cần phải làm xét nghiệm để mà kiểm tra, bao lâu thì họ nên làm một lần, và những cái trường hợp này thì họ có cần phải mua cái máy đo đường huyết tại nhà hay không thưa bác sĩ? Thì nếu mà chúng ta chưa bị đái tháo đường thì chúng ta cũng không có bắt buộc chúng ta phải có cái máy đo đường huyết tại nhà. Tại vì để chẩn đoán đái tháo đường là bắt buộc chúng ta phải đến bệnh viện và làm cái xét nghiệm, đó là rút máu tĩnh mạch. Thì những cái đối tượng nguy cơ, ví dụ như chỉ số khối cơ thể trên 23 mà kèm theo là có yếu tố nguy cơ gia đình, ít vận động, hoặc là có cái vòng eo tăng cao, hoặc là có những cái bệnh lý kèm theo như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, hay là xơ vữa động mạch, hoặc là hội chứng buồng trứng đa nang vân vân, thì bắt buộc là chúng ta phải tầm soát. Chúng ta sẽ chọn một trong 4 cái xét nghiệm đó để mình tầm soát xem mình có bị đái tháo đường hay không. Cái đối tượng thứ hai là trên 45 tuổi, là gần như là chúng ta phải đi tầm soát xem là chúng ta có bị đái tháo đường hay không. Trong trường hợp mà mình tầm soát là không có bệnh thì chúng ta phải lặp lại những cái xét nghiệm đó từ 1 đến 3 năm tùy theo những cái yếu tố nguy cơ của mình để xem là chúng ta có bị đái tháo đường hay không. Bởi vì nhắc lại là một trong những yếu tố nguy cơ của đái tháo đường đó là tuổi. Cái tuổi càng cao thì cái nguy cơ nó dễ bị mắc đái tháo đường. Như vậy là ở cái năm nay, nếu mà tôi làm xét nghiệm mà tôi chưa bị đái tháo đường, cũng không chắc là những năm sau mình sẽ không bị. Do đó là trên 45 tuổi là người ta khuyên chúng ta tầm soát định kỳ. Và nhắc lại, nếu chưa có bệnh thì từ 1 đến 3 năm chúng ta làm lại. Còn đối với những cái người mà họ khỏe mạnh, cũng không có bất kỳ những cái yếu tố nguy cơ nào khác, và đặc biệt là khi mà chúng ta đề cập đến là căn bệnh này có xu hướng trẻ hóa, thì những người trẻ, kể cả như em đi, em cũng rất là lo về vấn đề liệu rằng mình có bị hay không, thì bao lâu em nên kiểm tra một lần thưa bác sĩ? Nếu mà chúng ta khỏe mạnh, chúng ta không có những yếu tố nguy cơ mà chúng ta quá lo lắng, chúng ta vẫn có thể đi xét nghiệm để mà xem mình có bị đái tháo đường hay không. Và nhắc lại, cái yếu tố nguy cơ chúng ta phải đánh giá rất là kỹ. Chứ không dễ mà chúng ta không có những yếu tố nguy cơ đâu. Những yếu tố nguy cơ đó cũng rất là thường gặp trong gia đình có người bị đái tháo đường vân vân. Chỉ cần BMI nó hơn 23 là mình xem như là mình có nguy cơ rồi. Do đó thì đối với những cái người khỏe mạnh thì người ta không bắt buộc chúng ta không có yếu tố nguy cơ nữa,
thì người ta cũng không có bắt buộc là mình phải đi tầm soát đái tháo đường. Nhưng trong trường hợp tôi muốn kiểm tra thì vẫn có thể thực hiện được, bởi vì đó là cái xét nghiệm máu cũng khá là đơn giản. Nhưng mà cái quan trọng nhất là nếu mà tôi chưa có yếu tố nguy cơ thì tôi phải duy trì được cái vấn đề là cái chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập luyện hợp lý, để mình đừng có đưa mình thành một trong những người có nguy cơ bị đái tháo đường, thì đó là cái điều quan trọng nhất. Dạ vâng ạ, thân đó xin trân trọng cảm ơn những thông tin chia sẻ của bác sĩ Triết trong số phát sóng ngày hôm nay. Mình chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe. Xin chào quý vị khán giả. Dạ, và thưa quý vị, thời lượng dành cho chương trình đến đây cũng đã khép lại. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng lần sau. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.